Thưa quý vị, thưa các bạn, cùng với bức tranh sáng sủa của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2018, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam PVN đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu quan trọng về sản lượng khai thác dầu khí, sản xuất điện, đạm, xăng dầu, doanh thu lợi nhuận và nộp ngân sách nhà nước. Đây chính là tiền đề quan trọng để ngành vững tin vào năng lực nội tại, tiếp tục có sự bứt phá trong năm 2019 và cả trong tương lai. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã hoàn thành đề án tái cơ cấu toàn diện PVN giai đoạn 2017-2025. Mặc dù còn đang chờ phê duyệt chính thức, nhưng những định hướng cơ bản trong đề án đã và đang được tích cực triển khai và đạt được một số kết quả bước đầu như việc cổ phần hóa thành công PV Power, PV Oil, BSA, sắp xếp lại cơ quan tập đoàn, một số đơn vị thành viên, v.v. Những khó khăn bất cập về thể chế, cơ chế, chính sách, trong đó hai điểm mấu chốt là quy trình, thủ tục và nguồn vốn cũng như hạch toán vốn đầu tư rủi ro đã được các cấp các ngành nhìn ra trong một loạt các hội thảo, tọa đàm trao đổi gần đây. Khi đã nhận diện được các bất cập, chắc chắn các cơ quan quản lý nhà nước sẽ nỗ lực tháo gỡ, tạo thế và lực cho dầu khí Việt Nam tiếp tục phát triển. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cơ bản hoàn thành công tác sắp xếp tinh gọn bộ máy công ty mẹ. Từ 27 phòng ban văn phòng xuống còn 15 ban văn phòng. Là doanh nghiệp nhà nước đầu tiên hợp nhất các ban của đảng, đoàn thể với cơ quan chuyên môn có nhiệm vụ tương đồng. Các đồng chí đã ban hoàn thiện và ban hành cẩm nang văn hóa dầu khí, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của cán bộ lãnh đạo quản lý tập đoàn. Theo sách Địa chất và Tài nguyên Dầu khí Việt Nam, dự kiến xuất bản trong năm 2019, trữ lượng dầu khí đã phát hiện mới chiếm 1/3 tổng tài nguyên dầu khí của Việt Nam. Để tìm kiếm phần trữ lượng chưa phát hiện, hiện nay PVN cùng các đơn vị khâu đầu của mình đang triển khai theo một số hướng. Trước hết là thăm dò quanh các mỏ đang khai thác, hàng loạt các phát hiện như mỏ gấu trắng, thỏ trắng, mèo trắng, cá tầm, mèo trắng đông đã chứng minh quan điểm này là đúng đắn. Thứ hai là nghiên cứu các quan điểm mới để thăm dò các bể trầm tích cũ như sông Hồng, Phú Khánh. Thứ ba là tiếp tục nghiên cứu đánh giá tiềm năng của các vùng nước sâu xa bờ. Trong khai thác dầu khí, hiện có hai siêu dự án khí là Cá Voi Xanh và Lô Bê Ô Môn đang trong giai đoạn phát triển. Vào năm 2023, khi các dự án này hoàn thành và đi vào hoạt động, nguồn cung sẽ được bổ sung hàng chục tỷ mét khối khí mỗi năm, bảo đảm nhiên liệu cho từ 6 đến 7 nhà máy nhiệt điện khí với công suất đến 6.000-7.000 MW. Chúng tôi đang nỗ lực để chuẩn bị các bước phát triển mới, trong đó sẽ thăm dò khai thác bổ sung các vùng mới, các mỏ mới. Tất nhiên thì điều này đòi hỏi về các vấn đề về kinh phí, công nghệ. Và không chỉ chúng tôi làm mà cả các đối tác khác, các đơn vị hữu quan của cả phía Việt Nam và phía Nga. Tuy rằng thì tôi chưa thể nói trước được kết quả, nhưng tôi khẳng định đây là hướng tương lai mà chúng tôi phải thực hiện. Những ngày này trên khắp các công trình, dự án trọng điểm của ngành dầu khí đã cho thấy một không khí rất sôi nổi và khẩn trương, gấp rút hoàn thành đúng tiến độ. Các dự án nhà máy nhiệt điện than gồm nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, Long Phú, Sông Hậu. Trong đó, dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 đã hoàn thành toàn bộ các hạng mục chính của nhà máy. Với quyết tâm và nỗ lực của cả hệ thống chính trị, PVN dự kiến dự án này sẽ hoàn thành phát điện tổ máy số 1 trong quý 1 năm 2019 và tổ máy số 2 vào quý 2 năm 2019. Nhà máy sơ sợi Đình Vũ, công ty cổ phần hóa dầu và sơ sợi dầu khí PVTech đã đưa thêm 2 dây chuyền sản xuất vào hoạt động, nâng công suất nhà máy lên 12 dây chuyền. Được biết, kể từ khi khởi động lại 3 dây chuyền sản xuất sợi DTI vào ngày 20 tháng 4 năm 2018, đến nay, nhà máy đã sản xuất được 2.900 tấn sợi DTI và tiêu thụ được 2.500 tấn sản phẩm. Hiện PVTech và đối tác tổ hợp An Phát đang tích cực bảo dưỡng tiếp các dây chuyền DTI còn lại để đưa vào khai thác, với mục tiêu quý 4 năm 2019 sẽ khởi động lại toàn bộ nhà máy. Chúng tôi cũng rất muốn là Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các bộ ngành quan tâm hỗ trợ để chúng tôi sớm đưa toàn bộ nhà máy vào vận hành trở lại để mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp cũng như là cho đất nước nói chung. Vai trò của năng lượng đối với phát triển kinh tế đất nước là không thể thiếu. Trong cơ cấu năng lượng của Việt Nam, dầu khí đóng vai trò hết sức quan trọng cùng với năng lượng than, thủy điện và năng lượng tái tạo. Bên cạnh việc cung cấp năng lượng, các cụm công nghiệp lọc hóa dầu, khí điện đạm còn là động lực phát triển kinh tế vùng. Năng lực thiết kế xây dựng công trình biển còn góp phần tạo động lực phát triển các ngành kinh tế biển khác. Bằng mọi cách, mọi giá, giải pháp của chúng tôi là gì? Thứ nhất là tăng thời gian làm việc liên tục, đảm bảo tuyệt đối an toàn, tăng thời gian làm việc liên tục. Thứ hai là áp dụng khoa học công nghệ để giảm giá thành đầu vào đến mức tối đa cho phép, để làm sao đó chúng ta không phụ thuộc hoặc phụ thuộc rất ít vào giá dầu. Vì chúng ta ngoài việc khai thác dầu và khí than sát như mọi người đều biết thì chúng ta vẫn là dùng nội địa là chính, khí dùng nội địa là chính để đảm bảo an ninh về năng lượng cho phát điện, cho đạm, cho vân vân công nghệ của dầu. Chúng ta cũng đã thấy rõ dư địa cho dầu khí phát triển còn rất lớn trong cả lĩnh vực cung cấp năng lượng cũng như hỗ trợ phát triển kinh tế biển và các ngành khác. Do đó, bức tranh dầu khí cần phải được khởi sắc trở lại và bền vững hơn nữa trong năm 2019 và những năm tiếp theo.